Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu của sân Pickleball Fitball. Xin mời các bạn quay trở lại để theo dõi giải Pickleball Fagolov Chị Đẹp Vào Bếp. Đây là một giải Pickleball dành cho phái đẹp nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đây là trận bán kết đầu tiên giữa hai cặp vận động viên chị Huyền Phạm và chị Bi. Đối với cặp vận động viên đó là Bích Phượng và Thúy Hằng. Trên màn hình của quý vị khán giả đây là trọng tài đang cho làm những thủ tục trước khi bước vào trận bán kết trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một giải Pickleball dành cho phái đẹp nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 được diễn ra tại sân Pickleball Fitball ở địa chỉ 86 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những sân Pickleball có mặt sân đẹp nhất, có sự đầu tư cũng như là quy mô khá chất lượng. Đây là một mặt sân được coi được đẹp mắt cũng như là chất lượng bậc nhất hiện tại ở thành phố Đà Nẵng. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin cảm ơn đơn vị tài trợ chính cho giải ngày hôm nay, đó là Fagolov, một trong những hãng bóng chuyên nghiệp cũng như là chuyên phân phối những dòng vợt Fagolov chính hãng hàng đầu Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới hiện tại. Để tiện cho quý vị và khán giả theo dõi, ở gần màn ảnh nhỏ của quý vị và khán giả đó là cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng, ở phía xa đó là cặp đôi của Huyền Phạm và chị Bi. Như những giải khác thì ở giải Pickleball dành cho phái đẹp nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 thì ở trận bán kết thì hai cặp vận động viên vẫn thi đấu đến trận 11. Trận đấu được bắt đầu, quyền giao bóng dành cho cặp đôi của chị Huyền Phạm và chị Bi. Chính xác hơn đó là chị Huyền Phạm giao bóng. 002. Đây là trận bán kết đôi nữ trình 4.3 giải Pickleball Fagolov Chị Đẹp Vào Bếp lần thứ nhất được tổ chức tại Đà Nẵng. Một pha phòng thủ tốt. Một cú tốt spin. Quá hay. Đó là một cú tốt swing khá chất lượng đến từ vị trí của chị Huyền Phạm. Điểm số đầu tiên của trận bán kết 1-0-2. Một tình huống giao bóng rất xoáy đến từ vị trí của chị Huyền Phạm. Reset. Phòng thủ tốt, một cú lóp bóng. Quá hay. Đó là một cú lóp bóng khá kỹ thuật đến từ vị trí của chị Bi đã làm khó cho cặp đôi của Bích Phượng. Điểm thứ hai, 2-0-2. Liên tục là những cú tốt spin quá chất lượng đến từ vị trí của chị Huyền Phạm. Quá đáng tiếc cho cặp đôi của Huyền Phạm, trọng tài đã xác định đó là một tình huống bóng ngoài. Đổi giao bóng cho cặp đôi của Bích Phượng và chị Hằng. 0-2-1. Cú smash. Liên tục là những cú smash quá chất lượng đến từ vị trí của chị Huyền Phạm. Liên tục là những pha ghi điểm chất lượng đến từ vị trí của Huyền Phạm. Trả vào bóng tốt. Một cú smash. Reset. Top spin. Cơ hội. Liên tục là những cú smash đến từ vị trí của chị Huyền Phạm. Quá đáng tiếc. Kết thúc những chuỗi smash đó là một cú top spin đã đưa bóng đi ra ngoài. Khá đáng tiếc cho chị Huyền Phạm. Điểm số đầu tiên cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. 1-0-2. À, điểm số hiện tại đó là 1-2-2. Xin lỗi quý vị khán giả. Không thành công.
một cú tốt sút không thành công của Hiền Phạm. Điểm số được cân bằng 2-2. Ở những thời điểm đầu thì liên tục có những pha giằng co điểm số đến từ vị trí của hai cặp vận động viên. Điểm số thứ 3 được nâng lên cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng sau một pha phòng thủ không thành công của chị Bi. 3-2. Quá đáng tiếc. Tình huống bóng ngoài khá đáng tiếc của chị Bi. Điểm thứ 4 được nâng lên cho cặp đôi của Bích Phượng. 4-2. Liên tục là một chuỗi liên điểm, 4 điểm liên tiếp cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Trả cho bóng tốt. Smart. Không thành công. Lại là một cú backhand quá chất lượng đến từ vị trí của Thúy Hằng. Điểm thứ 5 cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Sau khi cho để đối thủ lên 5 điểm liên tiếp thì cặp đôi của Huyền Phạm và GB đã xin được phép thăm out để có những sự điều chỉnh cần thiết. Không giống như những giải trước thì chạm 15, đây chỉ là chạm 11. Đây là nửa điểm số trong trận bán kết. Quá đáng tiếc cho cặp đôi của chị Huyền Phạm và chị Bi đến thời điểm hiện tại. Khi đó để cho đối thủ lên liền 5 điểm liên tiếp. Đã hết thời gian thăm ao, trọng tài cho trận đấu được tiếp tục. Điểm số hiện tại đó là 1 cú drop tốt. Liên tục là những tình huống đánh bóng đi ra ngoài khá đáng tiếc của chị Bi. Điểm số hiện tại là 6-2. Đến điểm số thứ 6 thì trọng tài cho hai cặp đồng viên đổi bên để tiếp tục thi đấu những điểm số còn lại trong trận bán kết đôi nữ trình 4.3 giải Pickleball Fagolov Chị Đẹp Vào Bếp lần thứ nhất năm 2024 được diễn ra tại sân Pickleball Fitvin. Quá hay, đó là một cú smart quá chất lượng. Xin lỗi quý vị, đó là một cú backhand quá hay đến từ vị trí của Thúy Hằng. Điểm thứ 7 cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Để giành quyền vào chơi trận bán kết ngày hôm nay thì cặp đôi của chị Huyền và chị Bi đã vượt qua một cặp đôi rất nặng ký, đó là cặp đôi của Cẩm Tú và chị Linh. Bên cạnh đó là cặp đôi của chị Phượng và chị Hằng đã vượt qua cặp đôi của Gaga và Sĩ Nguyễn với điểm số sát sao đó là 11-9. Khá đáng tiếc, lại là một pha đánh bóng lỗi nữa của chị Bi. Điểm thứ 8 được nâng lên cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Sau khoảng thời gian thăm ao, hai cặp vận động viên của Huyền Phạm và chị Bi vẫn không cắt được chuỗi liên điểm liên tiếp của Bích Phượng và Thúy Hằng. Liên tiếp là một chuỗi 8 điểm. Quá đáng tiếc, lại là một tình huống đánh bóng không qua lưới nữa của chị Bi. Như các bạn theo dõi thì liên tục là những pha tấn công vào vị trí của chị Bi, của cặp đôi Bích Phượng cũng như là Thúy Hằng. Lại là những pha tấn công đến từ vị trí của chị Bi. Điểm match ball dành cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Quá đáng tiếc cho chị Bi. Liên tục là những pha dùng ép đối phương. Quyền thăm ao thứ hai
dành cho cặp đôi của Huyền Phạm và GB. Liên tục là 10 điểm số liên tiếp. Quá chất lượng đến từ vị trí của Bích Phượng cũng như là Thúy Hằng. Liệu rằng trong tình huống giao bóng tiếp theo thì cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng sẽ đặt chân vào trận chung kết hay không? Để tiến vào trận chung kết thì cặp đôi của chị Huyền và chị Bi phải san bằng được điểm số hiện tại, đó là 10 điều trước đã là tiến tiếp. Đã hết thời gian tham mau, bốn vận động viên tiếp tục thi đấu những điểm số còn lại. 10-22 cho cặp đôi Bích Phượng và Thúy Hằng. Lại là những pha tấn công vào vị trí của chị Bi, quá hay. Kết thúc những tình huống giao tranh trên lưới, đó là một tình huống vô lê khá chất lượng của chị Huyền Phạm. Cơ hội là quay trở lại với chị Huyền Phạm. 2-11, quá khó khăn đến thời điểm hiện tại cho cặp đôi của chị Huyền và chị Bi với khoảng cách là 8 điểm. Liệu rằng trong những tình huống giao bóng tiếp theo thì cặp đôi của chị Huyền và chị Bi có san bằng được điểm số hay không ạ? Không may mắn, quá đáng tiếc. Tôi vừa nói xong thì một tình huống giao bóng đã đi bóng đi ra ngoài khá đáng tiếc của chị Huyền, nhưng không sao, cơ hội giao bóng tiếp theo vẫn còn ở cặp đôi của chị Bi. Topspin liên tục, những cú topspin quá hay. Sau 3 cú topspin liên tục thì điểm số thứ 3 được nâng lên cho cặp đôi của chị Huyền Phạm. Điểm số được rút ngắn xuống còn là 3-12. Cơ hội lại là những cú topspin quá chất lượng đến từ vị trí của Huyền Phạm. Chúng ta xác định bóng nó đi ra ngoài, điểm thứ tư cho cặp đôi của Huyền Phạm và GB. Hai điểm số quá quan trọng. Quá đáng tiếc. Như vậy là chúng ta cho đánh lại tình huống vừa rồi, đã có một quả bóng đi vào sân. 4-12 là điểm số hiện tại của trận bán kết. Sau khi lên được hai điểm liên tiếp thì cặp đôi của Huyền Phạm và chị Bi đã bị Thúy Hằng cắt được chuỗi của mình. Cơ hội là quay trở lại với cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Giao bóng hai cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng. Ở phía trước màn hình của quý vị khán giả, đó là Thúy Hằng. Điểm match ball thứ 3. Cơ hội không thành công. Một pha phòng thủ quá đáng tiếc của Thúy Hằng. Đổi giao bóng cho cặp đôi của Huyền Phạm và GB. Vẫn còn cơ hội lên điểm cho cặp đôi của Huyền Phạm cũng như là GB. 4-11. Để tiến vào chơi trận chung kết thì việc đầu tiên của cặp đôi của Huyền Phạm và GB phải cân bằng được điểm số là 10 điều. Quá khó khăn cho cặp đôi của Huyền Phạm. Khoảng cách hiện tại đó là 6 điểm. Wow! Một cú reset quá chất lượng đến từ vị trí của Thúy Hằng. Liên tục là những tình huống dồn bóng vào vị trí của GB. Vẫn còn cơ hội cho cặp đôi của Huyền Phạm cũng như là chị Bi. 4-12.
một tình huống khá may mắn. Wow. Liên tục là những tình huống đánh bóng vào vị trí của OGB, liên tục là dùng ép những tình huống sâu về cuối sân của cặp đôi Bích Phượng và Thúy Hằng. Đổi giao bóng cho cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng, điểm là 10-1. Match ball thứ tư, liệu rằng trong match ball thứ tư này cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng sẽ tiến vào trận chung kết được không? Wow. Như vậy là cặp đôi của Bích Phượng và Thúy Hằng đã vượt qua cặp đôi của Huyền Phạm và OGB với tỷ số chung cuộc là 11-4. Xin chúc mừng cặp đôi của chị Bích Phượng và Thúy Hằng đã giành chân vào chơi trận chung kết. Xin gặp lại quý vị và khán giả sau vài phút nghỉ giải lao để xem trận chung kết trong buổi tối ngày hôm nay. Tranh giải Pickleball Fagolov chị đẹp vào bếp. Đây là một giải Pickleball dành cho phái đẹp nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.